Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan giai đoạn 2. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunnyworld và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã ADC 2018.09, ADC 2018.09.1, ADC 2019.01, QT 2018.12.1, SNWCH 1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 khẩn trương đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu để được xem xét giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.